Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em quay trở lại với cái mô hình nuôi chim câu quần thể các bác. Và em sẽ chia sẻ với các bác một số về cái ưu điểm và cái nhược điểm của cái mô hình nuôi chim câu quần thể các bác nhé. Em nói về cái ưu điểm của mô hình. Đầu tiên em sẽ nói đến cái tuổi thọ của đàn chim đang đi sinh sản. Cụ thể hơn thì cho các bác nắm được đây là cái mô hình chim lai chim ta các bác nhé. Chim lai nói về trọng lượng thì là nhỏ hơn cái dòng chim pháp các bác. Theo như so sánh với cái mô hình nuôi nhốt này thì cái mô hình nuôi chim câu đối quần thể này cái thời kỳ sinh sản nó sẽ được kéo dài hơn các bác. Thường thì là mô hình nuôi nhốt các bác. Từ khi chim sinh sản đến khi phải thay đàn bố mẹ nó duy trì vào khoảng thời gian khoảng 3 năm thôi. Đối với cái mô hình nuôi quần thể như này thì chim bố mẹ có thể duy trì sinh sản được khoảng 5 năm thôi. Và nữa là cái đề kháng của con chim rất là khỏe luôn đó. Kháng bệnh tốt hơn nhiều so với cái con chim mà được nuôi từ cặp một quá. Cái nuôi con thì nó cũng đảm bảo hơn nhiều so với là những cái đôi chim mà được nhốt biệt lập trong lồng thôi. Đây các bác nhìn là thực tế này, những con chim rất chi là khỏe mạnh và tinh nhanh luôn các bác. Đó là trong những cái ưu điểm. Còn nói về cái nhược điểm của mô hình thì nói chung là một cái đàn chim mà giống thì các bác đã sàng lọc rất chi là kỹ rồi, nhưng sẽ không bao giờ đạt được cái kết quả là 100% các bác. Ví dụ nó sẽ xảy ra có những đôi thường xuyên đẻ một trứng hoặc là nuôi con rất chi là vụng về, cái này thì không hề tránh khỏi quá. Cho nên là cái mô hình quần thể này rất chi là khó khăn để mà biết và loại bỏ những cái đôi chim nó đặt như vậy. Còn nói về cái nuôi nhốt kia thì các bác rất chi là dễ kiểm soát và loại bỏ được những cái đôi nó khuyết tật như vậy rất chi là đơn giản luôn quá nhé. Nói chung là về cái mô hình nào thì nó có cái mặt phải và mặt trái của nó các bác. Cụ thể hơn là những cái mô hình nuôi quần thể như này sẽ giảm chi phí cái tiền thuốc của những cái thuốc mà hỗ trợ cho chim thôi. Ví dụ như là cái mô hình nhốt biệt lập thì là thường phải cho dùng thuốc bổ hỗ trợ và cái nguồn thức ăn của nó sẽ đòi hỏi chất dinh dưỡng cao hơn. Phút à? Còn với cái phương pháp nuôi thả con như này thì cái nguồn thức ăn nó lại đơn giản hơn đúng không? Nhưng chẳng hạn như cái đàn chim này cái nguồn thức ăn của nó chủ yếu là ngô và cám, dùng cám gà đẻ đấy các bác. Như vậy nó đã đảm bảo cho con chim nó sinh sản được các bác nhé. Em quay gần lại các bác xem, đây là cám gà và ngô. Còn nói về cái thuốc vaccine phòng bệnh thì là hai cái mô hình thì là dùng như nhau các bác, quy trình như nhau cả. Cho nên qua cái mô hình này thì các bác sẽ nghiên cứu kỹ nhá, kỹ để chọn ra cho mình một cái mô hình nó phù hợp với cái điều kiện và cái địa hình nhà mình. Em nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của em. Hiện cái video tiếp theo thì em sẽ chia sẻ thêm một số về cái thuốc phòng ngừa và những cái bệnh thường gặp ở chim câu các bác. Và sẽ nói cụ thể hơn về cái lịch trình cho các bác tiêm những cái vaccine theo cái lứa tuổi của những con chim bố mẹ các bác. Thế với cái mô hình này cách chăm sóc chim rất là đơn giản các bác. Cần trộn ngô và cám vào tiếp là xong á, nước thì mưa vào cái máng uống luôn thôi. Nói chung là tiện và chi phí ít thời gian hơn đó. Ngày cho ăn hai bữa thôi, sáng và tối mới hay là buổi chiều. Này đang rơi tầm 5 giờ kém buổi chiều á, nhìn chuồng trại rất là đơn giản luôn. Nhưng mà cái lưới chim này
sửa suốt hết món chim non này thôi nhé. Còn nguyên cái những cái con chim đang ấp, ấp phải dùng máy bằng máy ấp ạ. Còn trong cái thời kỳ đang ấp này thì bố mẹ ấp bằng trứng giả các bác nhá, trứng nhựa ấy. Nói qua về một chút đây để các bác nắm được. Đến đây em xin chào và tạm biệt tất cả các bác nhé.